Hòa trong không khí hoài niệm của tháng 7 mùa Vu Lan, hôm qua ngày 13 tháng 9, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc và Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức lễ tri ân với chủ đề Mẹ ơi, con sẽ về tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội. Chương trình được Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam và Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức thường niên nơi xứ sở Kim Chi với sự tham gia của đông đảo bà con xa quê nhằm nhắc nhớ về truyền thống tri ân, báo ân, hướng về cội nguồn dân tộc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sự kiện năm nay không tổ chức tại Hàn Quốc mà diễn ra ngay trên quê hương Việt Nam dành cho bà con Phật tử đang có mặt tại quê nhà, chưa thể trở lại đất nước bạn. Thông qua chương trình của ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn gửi gắm tới các Phật tử hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài. Những người con của Việt Nam luôn luôn hướng về quê hương, đất nước, luôn luôn hướng về dân tộc mình, nơi mà có những đấng sinh thành của mình đang sống và làm việc tại quê nhà. Và cũng muốn nhắn nhủ tới những người con xa xứ, hãy cố gắng học tập, trau dồi kiến thức để sau này quay trở về với lại quê hương đất nước mình, cống hiến công sức để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Tại buổi lễ, nghi thức cài hoa hồng nhân dịp Vu Lan được diễn ra, nhắc nhở người tham dự về công ơn sinh thành, dưỡng dục đối với các thế hệ đi trước và trách nhiệm tri ân của người làm con. Buổi lễ đã thêm phần khẳng định sự quan tâm và đồng hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với bà con xa xứ, là điểm tựa tâm linh vững vàng để những người đang ở nước ngoài yên tâm học tập và công tác.